Hey, chào tất người nha. Thì cái con hú giò bò của anh Triết á, thì anh Long anh đã nhận bắt rồi mọi người ơi. Thì sáng mai thì anh Long sẽ đến đến nhà của anh Triết. Nói chung là nhà ảnh rất là nhiều, nhà ảnh có nhà ở ngoài Vũng Tàu. À, ngày mai anh đem chim từ ngoài Vũng Tàu anh đem vô trong Sài Gòn cho anh Long đó. Thì ngày mai là anh Long anh sẽ nhận, và anh Triết anh có nói chung là anh hứa anh tặng cho mình ba bốn cái lồng tức đó mọi người. Thì mọi người sẽ đón chờ xem những cái lồng tức của ảnh như thế nào ha. Thì nói chung là anh em quý nhau thì ảnh thích anh tặng mình thôi, nhưng mà mình mới vừa nghe cái đó là khoái rồi. Mọi người đợi chờ xem mình ra cái video mà anh Triết ảnh đem lồng từ ngoài Vũng Tàu vào Sài Gòn cho mình. Thì anh Long anh sẽ là người nhận giùm mình những cái lồng tức đó mọi người. Thì cái lồng đó anh Triết anh nói một cái lồng nó 4-5 triệu một cái rồi. Mình cũng đang rất là nôn nóng để mình đón chờ cái món quà. Nói chung món quà rất là giá trị luôn rồi, bốn cái lồng rồi, mọi người thấy bao nhiêu tiền rồi ha. Thì mọi người thấy không, anh Triết ảnh rất là hào phóng, ảnh không chơi nữa và ảnh thanh lý những con chim đó xong rồi ảnh còn tặng lồng lại cho mình nữa. Thì mấy cái lồng đó thật sự đó em rất là cảm ơn anh, thì mà anh tin tưởng và yêu quý em như vậy. Hồi xưa ảnh còn kêu mình ra ngoài ngoài Vũng Tàu làm chung với ảnh đó mọi người. Một tháng ảnh nói là làm ngoài dầu khí á, ảnh làm dầu khí thì nói ảnh nhận mình với mức lương là hơn 30 triệu mà mình không đi làm mọi người. Mọi người thấy tiếc không? Thì tại vì công việc của mỗi người sẽ có mỗi đam mê khác nhau mọi người. Mình thì mình thích chơi chim chứ mình không có đam mê về ngành dầu khí nên mình cũng không biết gì hết, thì cũng không có theo ảnh được. Chứ không thật sự nếu mà mình mà đam mê là có hỏi là mình đi theo ảnh tới bây giờ chắc mình sẽ không có hàng trung chim bây giờ để chia sẻ những cái video này cho anh em đâu ha. Thì thôi mình cũng xin kết thúc video đây, thì anh em hãy đón chờ xem những cái lồng của anh Triết gửi vào cho mình nó như thế nào ha. Thì cũng sẽ nay mai thôi, nói chung là ảnh gửi ảnh hứa anh gửi cho mình thì khi nào anh gửi vô mình sẽ quay cho mọi người xem.